sees my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. Xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay thì anh em mình mới đi làm về. Cuối tuần thì anh em về sớm không tăng ca, nên là bây giờ anh em sẽ ghé qua company để thanh toán cái tiền đóng lệ phí thi tiếng Nhật, PT với Nhật này. Thì nhân tiện mình sẽ quay lại video để các bạn cùng tham khảo về cách thanh toán tiền qua company khi mà đóng tiền thi tiếng Nhật ở bên Nhật này nha các bạn nhé. Anh em mình đang đến ở company Family Mart rồi các bạn. Thì giờ anh em mình sẽ vào để thao tác trả tiền qua company nhé. Các bạn cùng xem nhé. Đây, anh em mình đang vào trong đây rồi. Đây có rất nhiều báo chí, tạp chí các em này. Úi giời, úi giời, úi giời. Bút chỉ luôn, rất tuyệt vời. Đây là cái màn hình của cái cây thanh toán ở company. Nên các bạn ấn vào cái gamen Hidroteku là sai. Ok, sau đây các bạn ấn vào company Sarai. Ấn vào cái đầu tiên. Đầu tiên ấn sau đấy các bạn nó báo bango, thì các bạn sẽ ấn cái 6 cái số mà nó gửi vào mail cho các bạn lúc các bạn thanh toán đăng ký xong. 5 0 4 9 10. Ok. Thứ hai là ấn cái số điện thoại của các bạn hoặc là cái địa chỉ nhà các bạn đều được. Mình ấn số điện thoại. Mình ấn bừa số điện thoại bừa. Mình ok, mình chờ nó quay. Rồi, gì đây, ok. Chờ nó xác nhận lại cái tiền có mình có đúng không. Đây, thông tin của mình đây. Và đúng tên, đúng số tiền. Như thế là đã xong các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ ok tiếp. Ok, xong thì mình chờ nó in một cái phiếu ra. Đấy, cái phiếu ra đây rồi. Mình dịch cái phiếu này đưa lên quầy để thanh toán. Đây cả quầy á? Ừ, cả quầy. Giờ đi lên quầy. Đi tiếp. Đi đi. Đây giờ thì đã xong, giờ sẽ lên quầy thanh toán. Đưa vào bạc rồi. Bảo bạc kia xong rồi. Giờ cái này xong. Bây giờ mình sẽ vào thanh toán bên này. Đấy, thế là thanh toán thôi các bạn, rất là nhanh, thao tác rất là đơn giản. Đây và đây đang còn trả tiền thừa cho bọn mình. Bây giờ là sẽ chờ chị đưa cho cái hóa đơn đã chứng nhận đã thanh toán tại company là xong. Đây, sẽ đóng dấu mình một cái và một cái, thế là xong. Ý đơn này phải. À, vừa hỏi mình là có cần bỏ vào túi không thì mình bảo là không cần, thế là xong rồi các bạn. Thao tác chỉ có đơn giản thế thôi, nhưng mà nhiều người không biết thì thực ra là nó rất là phức tạp. Nhưng mà nó chỉ có 3-4 thao tác thế là đã xong cái việc thanh toán qua company, trả tiền phí tiếng Nhật. Thế bây giờ là anh em mình lại tiếp tục đi về. Hôm nay trời nắng đẹp nên anh em sẽ ghé vào siêu thị mua đồ luôn. Rồi, xin chào các bạn, cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Video ngắn nhưng mà mình nghĩ là rất là có ý nghĩa cho các bạn đợt này đang còn thi tiếng Nhật nhưng mà chưa biết phải thanh toán như thế nào. Cảm ơn các bạn, chào các bạn.